Đây là mèo Min và mèo Kiki. Đây là bé mèo Kiki chúng ta. Em Kiki em đang nhảy hẳn lên cái rổ đồ chơi. Cắn dây sắt. Rất thích cắn những cái dây sắt này luôn. Nghịch gớm ghê chưa? Các bạn xem video trên kênh Kitten Melven của mình thì thú vị thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ channel Kitten Melven nhé.